mặc dù nghi can Trần Xuân Kiêm, tổng giám đốc công ty sản xuất thương mại dịch vụ Phú Đức Huy đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xác định có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra, nhưng phải đến lần khởi tố thứ hai mới được viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Điều đáng nói, 10 ngày trước khi bị tái khởi tố, Kiêm đã đánh hơi được sự việc và trốn khỏi Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm ra tay vụ Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho tội phạm bỏ trốn khỏi Việt Nam. Mặc dù nghi can Trần Xuân Kiêm, Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Đức Huy đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra nhưng phải đến lần khởi tố thứ hai mới được viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Điều đáng nói, 10 ngày trước khi bị tái khởi tố, Kiêm đã đánh hơi được sự việc và trốn khỏi Việt Nam. Dùng thông tin giả để lừa 30 tỷ đồng theo kết luận điều tra của Công an thành phố Hồ Chí Minh, Trần Xuân Kiêm, sinh năm 1974, địa chỉ chung cư H2, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, đã sử dụng những thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt 30 tỷ đồng từ các đối tác trong một vụ góp vốn sản xuất, kinh doanh càng tài y tế vào năm 2021. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận bởi kế hoạch chạy trốn sang nước ngoài thành công của nghi phạm. Theo đó, năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, bà Ngô Thị Thành Hát thay mặt công ty Anka Glusta Việt Nam ký hợp đồng mua bán và lắp đặt thiết bị máy móc với ông Trần Xuân Kiêm, đại diện công ty Phú Đức Huy, để hợp tác sản xuất găng tay y tế. Để thực hiện hợp đồng, bà Hát đã cầm cố tài sản trong ngân hàng để chuyển vào tài khoản của công ty Phú Đức Huy số tiền 25 tỷ đồng, sau đó tiếp tục chuyển hơn 5 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân ông Kiêm. Tuy nhiên, sau khi nhận hơn 30 tỷ đồng, Kiêm không thực hiện mua thiết bị để sản xuất găng tay y tế mà rút tiền ra tiêu xài cá nhân, mua xe sang hiệu Lexus trả nợ, trong đó có khoảng hơn 11 tỷ đồng cho một công ty không liên quan gì đến hợp đồng của bà H. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù công ty Phú Đức Huy đã được cấp các chứng chỉ chứng nhận liên quan đến sản xuất găng tay y tế, nhưng qua xác minh xác định điều kiện được cấp không đảm bảo. Do có sự gian dối từ phía, Phú Đức Huy và ông Kiêm đã dùng tài liệu này để trao đổi hợp tác với bà Hát. Cơ quan điều tra cũng xác định, sau khi nhận hơn 30 tỷ đồng, ông Kiêm đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không liên quan đến hợp tác sản xuất găng tay với bà Hát. Theo đó, ông Kiêm đã bị cơ quan điều tra cấm xuất cảnh. Bỏ trốn ngoại mục trước lần xanh đỏ Trong quá trình điều tra, ngày 26 tháng 8 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 55601 lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chuyển sang viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị phê chuẩn. Gần 4 tháng sau, ngày 4 tháng 1 năm 2023, công an thành phố nhận được quyết định số 01 Quy VKFP2 do ông Nguyễn Hải Nam, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký về việc hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự số Năm 55601 vì trong hợp đồng của ông Kiêm và bà Hát có ghi. Trường hợp một bên vi phạm hợp đồng mà không thể hòa giải được thì sẽ chuyển đến tòa án giải quyết và lệnh cấm xuất cảnh cũng bị hủy bỏ. Không đồng ý với quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bà Hát đã khiếu nại đến bàn nội chính trung ương và đã được chuyển đơn đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Công an. Ngày 27 tháng 2, 2023, Công an thành phố cũng đã có văn bản gửi Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nếu rõ. So. Mặc dù trong hợp đồng có quy định, trường hợp một bên vi phạm hợp đồng và không thể hòa giải thì sẽ chuyển đến tòa án giải quyết. Nhưng trước khi ký hợp đồng, ông Kiêm đã sử dụng thủ đoạn xa dối, đưa ra các thông tin không trung thực về khả năng điều kiện của mình để bà hát tin tưởng về quyết định hợp tác dùng tài sản thế chấp vay ngân hàng và chuyển tiền cho công ty Phú Đức Huy số tiền 25 tỷ đồng. Nhận được tiền, ông Kiêm chiến đoạt, không thanh toán vào việc thực hiện hợp đồng mà sử dụng vào mục đích khác cho cá nhân và công ty ông Kiêm, dẫn tới mất khả năng khắc phục hậu quả. Hành vi này có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần phải khởi tố vụ án hình sự để đồng bộ các biện pháp để điều tra làm rõ. Viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra là không có căn cứ, có nguy cơ bỏ lọt tội phạm. Ngày 15 tháng 8 năm 2023, với các thông tin như đã đưa trong quyết định khởi tố lần 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã một lần nữa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 88601 khởi tố bị can số 146350 và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Xuân Kiêm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lần này, các quyết định trên đều được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Tuy nhiên, điều đáng nói là Trần Xuân Kiêm dường như đã biết trước và nhanh chân bỏ trốn ra nước ngoài trước đó 10 ngày. Ngày 6 tháng 12 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Trần Xuân Kiêm. Quá trình xác minh thông tin về tung tích của đối tượng, phát hiện Kiêm đã xuất cảnh lần cuối vào ngày 5 tháng 8 năm 2023, trước điều tra khởi tố 10 ngày tại Tân Sơn Nhất với hộ chiếu số C4294378 và chưa có thông tin nhập cảnh. Ngày 15 tháng 12 năm 2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phê duyệt ban hành thông báo truy nã quốc tế Interpol đối với Trần Xuân Kiêm. Liên quan đến vụ việc của vị kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bác bỏ lệnh khởi tố lần 1 và Trần Xuân Kiêm bỏ trốn trước khi lệnh khởi tố lần 2 được phê chuẩn đã khiến cho nạn nhân rất bức xúc. Bà Hát cho biết, bà đã làm đơn gửi nhiều nơi, kể cả viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm. Rất mong lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sớm có câu trả lời về vấn đề này, tránh gây bức xúc cho nhân dân cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại. Hàng nghìn tỷ đồng tham nhũng tuồn ra nước ngoài khiến lòng dân phẫn nộ, xót xa. Ngày 4 tháng 9, phát biểu kết luận Hội nghị đoàn chủ tịch lần thứ 20 khóa 9, ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, kết quả đạt được rất đáng trân trọng. Đây là cuộc đấu tranh cam go, không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, nói đi đôi với làm, ông Chiến nói. Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực tế đã chứng minh như vậy và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu rất quan trọng về vấn đề này. Trong đó Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm hai ý một là chúng ta phòng chống tham nhũng tiêu cực nhưng phải nhằm mục tiêu phát triển đất nước hai là phòng chống tham nhũng tiêu cực phải triển khai đến tận chi bộ chứ không chỉ làm ở trung ương ông chiến cho biết mặt trận tiếp thu theo hướng phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc phát hiện giám sát việc xử lý những cá nhân vi phạm trong phòng chống tham nhũng tiêu cực báo cáo của mặt trận sẽ ra soát lại thể hiện đậm nét hơn rõ ràng hơn về nội dung này qua tiếp xúc Chúng tôi thấy lòng dân phẫn nộ, xót xa, ai oán vì các hành vi tham nhũng tiêu cực, hàng nghìn tỷ đồng của chúng ta tuồn ra nước ngoài. Vì vậy, phải kiên quyết đấu tranh, thống nhất chủ trương ủng hộ cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực, kịch liệt phản đối hành vi tham nhũng tiêu cực. Ông Chiến đề nghị nội dung này phải viết lại theo hướng mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn. Theo ông Chiến, nhân dân bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và nhà nước đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tinh thần là phát hiện, giám sát, xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trước đó, góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị, ông Nguyễn Túc, chủ nhiệm hội đồng tư vấn về văn hóa xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết. Nhấn mạnh vai trò của nhân dân trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, bởi thực tế nhân dân chính là người phát hiện nhiều vụ tiêu cực tham ô, lãng phí thời gian qua. Ông Nguyễn Túc dẫn lại vụ Trịnh Xuân Thanh được phanh phui từ việc nhân dân phản ánh về chiếc xe biển xanh. Từ phát hiện đó, các cơ quan vào cuộc mới xác định được tham nhũng. Muốn hạn chế tham nhũng, tiêu cực phải nâng cao vai trò của nhân dân vì hầu hết là phát hiện của dân. Chính từ phát hiện đó mà các cơ quan vào cuộc mới xác định được tham nhũng. Khi thực hiện việc này, vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng được thực hiện mạnh mẽ hơn nữa, ông Túc nói. Gia đình có nhà hai tầng vẫn thuộc hộ nghèo nhiều năm ở Bắc Ninh, hé lộ hoàn cảnh chủ nhà. Thông tin gia đình bà Nguyễn Thị Thơm, sinh năm 1967, có nhà hai tầng nhưng vẫn thuộc hộ nghèo suốt nhiều năm, đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Nguồn cơn bắt đầu từ việc cách đây vài ngày, trên fanpage của đội thanh niên xung kích tỉnh Trà Vinh chia sẻ bài viết về việc nhóm này đưa bà Thơm, người có chứng nhận hộ nghèo, vượt 2.000 km từ Trà Vinh ra Bắc Ninh. Tuy nhiên khi đến nơi, họ thấy gia đình bà Thơm khá giả, có nhà hai tầng. Trong bài đăng còn đăng kèm hình ảnh ngôi nhà được cho là nhà của bà Thơm. Anh Trần Huỳnh Hoài Phong, đội trưởng đội thanh niên xung kích tỉnh Trà Vinh, rất bức xúc về trường hợp này. Câu chuyện đã khiến mạng xã hội xôn xao, nhiều người để lại bình luận trái chiều. Liên quan đến sự việc, ngày 4 tháng 9, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh xác minh nội dung trên. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh đã làm việc với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Lương Tài, Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú. Qua xác minh cho thấy hoàn cảnh của bà Thơm như sau. Bà Thơm kết hôn với ông Phạm Ngọc Sơn năm 1986, sinh được 4 người con gồm một trai ba gái. Con trai bà Thơm qua đời vào năm 1994 do bị chết đuối. Đến năm 2004, ông Sơn mất do mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình bà Thơm sống trong ngôi nhà trần một tầng được bố mẹ chồng xây dựng cho từ năm 1991. Năm 2004, gia đình sửa chữa xây dựng thêm phần chống nóng trên tầng 2. Bà Thơm phát hiện mắc bệnh ung thư buồn trứng vào năm 2014. Từ năm 2017, người phụ nữ này sống một mình và tuân thủ các liệu trình điều trị bệnh nhờ sự trợ giúp của các con gái đã lấy chồng ở riêng. Năm 2023, bà Thơm được chẩn đoán ung thư ở giai đoạn cuối. Vài tháng gần đây, các con gái đưa bà vào Trà Vinh chữa bệnh theo kiểu ăn chay, uống nước lá và bà đã phải vào cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Trà Vinh. Bà Thơm không đảm bảo sức khỏe để di chuyển bằng máy bay do cơ thể suy nhược nặng, nên chị Phạm Thị Thảo, con gái bà Thơm, đã liên hệ đội thiện nguyện giúp đỡ đưa về Bắc Ninh bằng chuyến xe không đồng. Bà Thơm hiện đang nằm điều trị ung thư tại nhà C3, bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Năm 2018, 2020, 2022, gia đình bà Thơm thuộc diện hộ nghèo. Các năm 2019, 2021, 2023 là hộ cận nghèo. Qua điều tra rà soát cuối năm 2023 để thực hiện chính sách năm 2024 Bà Thơm là hộ nghèo theo chuẩn nghèo tỉnh Bắc Ninh. Qua chấm phiếu khảo sát, đoàn công tác chấm điểm hoàn toàn đúng với phiếu chấm điểm khảo sát cuối năm 2023 của Rà soát viên Thông Lĩnh Mai, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài. Đối chiếu theo quy định của chính phủ, quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025. Thì hộ bà Nguyễn Thị Thơm đủ điều kiện là hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh. Vì vậy gia đình bà Thơm được hưởng các chính sách, chế độ theo quy định đặc thù của tỉnh Bắc Ninh đối với hộ nghèo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.